Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với trận đấu giữa Nhật Bản và Việt Nam Đây là trận đấu để hâm nóng trong một trận đấu khác ở Asian Cup năm nay Trận đấu gia quân của Nhật Bản gặp Việt Nam ở bảng D Và đối thủ ngày hôm nay xuất hiện trong áo của Nhật Bản đó là Aki Aki là người đã vô địch thế giới ở nội dung routine Và cũng là một trong những vận động viên top của Nhật Bản Vừa rồi là màn trình diễn khởi đầu rất ấn tượng đến từ Aki Và ngày hôm nay thì Việt Nam đại diện đó là nhà vô địch Việt Nam 2023 Nam Freestyle Vũ Ngọc Nam Chúng ta đều biết Nhật Bản và Việt Nam thì có sự tranh lệch rất lớn về đẳng cấp ờ, Trong môn bóng đá khi họ đã hơn chúng ta 77 bậc trên bảng dạng của FIFA Và trong bóng đá nghệ thuật cũng vậy Nhật Bản họ là một đất nước có trình độ rất là cao Và Vũ Ngọc Nam của Việt Nam biết mình biết ta nhập cuộc chắc chắn chậm rãi đó chắc chắn cũng sẽ là nhập cách nhập cuộc của đội tuyển Việt Nam mỗi lần đối đầu với Nhật Bản. Cái kết rất tốt đến từ vị trí của Nam Freestyle và bây giờ sẽ tiếp tục là Aki chúng ta có thể thấy rằng aki trong tình huống này đã hóa thân thành Tomiyasu một loạt những tình huống kết hợp giữa bóng đá nghệ thuật và hip hop nhìn rất bánh dẻo và cửa cuốn đúng không ạ nhìn động tác rất là đẹp mắt và đã mắt và để có thể tập luyện những động tác này đương nhiên họ cũng đã đầu tư rất nhiều chất xám thời gian để có thể cho ra những động tác rất đẹp những combo rất hay đến từ vị trí của aki quay trở lại với nam freestyle thì nam freestyle sẽ đáp trả với combo gì đây hoàn toàn hợp lý với scala rất đẹp mắt đây cũng là combo mà Vũ Nam đã trình diễn trong trận những trận đấu tại vòng chung kết của giải tân bóng nghệ thuật Việt Nam 2023 vừa rồi diễn ra vào đầu năm mới 2024. Những pha xử lý rất chắc chắn. Phải nói rằng chúng ta rõ ràng nếu như xét về mặt tương quan sẽ bị đánh giá thấp hơn Nhật Bản rất nhiều. Nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ cuộc. Ở round cuối cùng thì Aki bên phía Nhật Bản sẽ hóa thân thành Kubo, người được mệnh danh là Messi Nhật người trưởng thành từ La Masia đã từng có quãng thời gian khoác áo Real Madrid và bây giờ đang thi đấu rất ấn tượng trong áo của Real Sociedad. Cực kỳ bánh dẻo và nghệ cả phòng đó là vị trí của Aki đến từ Nhật Bản. Rất hay, rất hip hop, rất hip hop. Tuyệt vời với cái kết đến từ vị trí của Aki. Chưa hề có một tình huống xử lý nào mang đến những lỗi lặt vặt đến từ vị trí của vận động viên Nhật Bản. Còn bây giờ sẽ là lời Happy New Year đến từ Nam Freestyle của Việt Nam Chính xác rồi Nam Freestyle vẫn sử dụng lối chơi kiểm soát bóng Giống như huấn luyện viên Chu Dê vẫn truyền dạy cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam Vẫn còn Xử lý chắc chắn Quá hay Vẫn là Việt Nam Chúng ta cũng có những nét khéo léo rất riêng Hay quá rồi Và quý vị và các bạn ấn tượng nhất với màn trình diễn của ai Thì xin mời comment ở bên dưới và đưa ra dự đoán của mình nhật bản và việt nam và xử lý tốt của vũ ông nam rất hay tình huống cuối